Vâng, chị em trong clip có bao giờ gặp tình trạng là mỗi sáng thức dậy mà khi mà mình nhìn ra gối thì tóc rụng tràn ra khỏi gối, và mỗi lần đi gội đầu ấy là một nỗi ám ảnh, và gội xong ấy thì vơ được một nắm tóc, hay là có những chị em còn có tâm lý là không dám chải đầu luôn. Thì chị em cùng theo dõi clip này của dược sĩ Hoài nhé. Mình chào các bạn, tôi là dược sĩ Hoài, thuộc cao 5 năm Đại học Dược Hà Nội, và tôi có 17 năm kinh nghiệm trong ngành dược. Thì clip này tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về rụng tóc nữ. Có thể các quý vị đã biết là rụng tóc nữ với rụng tóc nam ấy, thì rụng tóc nam thì là phổ biến hơn, và rụng tóc nam phổ biến hơn rất là nhiều rụng tóc nữ. Tuy nhiên, rụng tóc nữ lại được mối quan tâm của nhiều chị em nhiều hơn, là vì rụng tóc nữ thì có lẽ là do tâm lý của người Á Đông, như là tâm lý của người Việt Nam, thì các cụ có câu là hàm răng mái tóc là vóc con người. Vậy nên là khi mà người phụ nữ mà có hiện tượng là rụng tóc, hay là tóc mỏng đi, hay là thậm chí còn để lộ cả một cái mảng da đầu, thì thực sự là rất tự tin trong giao tiếp. Gần đây thì là chúng tôi gặp khá nhiều câu hỏi, và đặc biệt là đang giữa mùa Covid, những chị em là sau rụng tóc sau tiêm Covid cũng nhiều, và rụng tóc sau khi mà bị một cái trận ốm do Covid cũng có. Vậy thì trước khi đi vào phần nguyên nhân và phần giải pháp ấy, thì mình sẽ đi qua một chút về quá trình sinh trưởng và cái quá trình sinh trưởng và phát triển của tóc. Thì sẽ cũng chia sẻ là tóc ấy thì có các cái giai đoạn sinh trưởng và phát triển về qua ba giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn anagen, thứ hai là giai đoạn catagen, và thứ ba là giai đoạn telogen. Thì đầu tiên ấy, giai đoạn đầu tiên là giai đoạn anagen. Đây là cái giai đoạn mà chiếm phần lớn trên tóc ở trên đầu mình đang ở giai đoạn này, là chiếm phần lớn là 90%. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà máu đang nuôi năng tóc tốt, tóc thì đang phát triển một cách khỏe mạnh, và tóc từ đầu ngọn tóc đến đến thân tóc ấy, đang rất phát triển rất là tốt. Vậy thì giai đoạn anagen này là cái giai đoạn thông thường với phụ nữ ấy, thì có thể kéo dài từ 6 đến 8 năm. Còn giai đoạn này với đàn ông ấy thì khoảng 2 đến 4 năm, ngắn hơn. Vậy thì với giai đoạn anagen này, nếu mà ở những người mà phụ nữ mà khi giai đoạn anagen này bị ngắn ngắn lên, tức thay vì 6 đến 8 năm thì giai đoạn anagen chỉ khoảng 1 năm, 2 năm, 3 năm, thì cái hiện tượng rụng tóc cũng sẽ xảy ra vì cái giai đoạn sinh trưởng, tóc sinh trưởng ngắn quá. Ok, tiếp theo thì là quá trình tiếp theo là sau khi giai đoạn anagen thì tóc sẽ tiến tới cái giai đoạn là catagen. Giai đoạn catagen này thì xảy ra khoảng tầm 3 tuần thôi, và có 1% tóc đang ở giai đoạn này, và là giai đoạn ngừng sinh ấy. Giai đoạn này là cái giai đoạn mà tóc máu cũng bắt đầu là không còn nuôi cái gốc tóc và thân tóc nữa, và tóc ngừng phát triển, tóc nó bắt đầu ngừng phát triển. Thì giai đoạn này diễn ra rất là ngắn và chiếm 1%. Còn sau đó thì tóc đến giai đoạn tiếp theo là giai đoạn telogen. Với cái giai đoạn telogen đây, giai đoạn telogen này thì là đây là giai đoạn mà ở phần tóc ấy thì chiếm từ khoảng tầm 10 tầm 9 phần trăm ở trên sợi tóc đang là tóc ở trên da đầu đang ở giai đoạn này. Thì giai đoạn telogen này thì như là giai đoạn là thoái tiền, gần như là giai đoạn không phát triển nữa, là giai đoạn ngừng phát triển, và giai đoạn này thì là giai đoạn là máu không còn nuôi gốc tóc nữa, và tóc bắt đầu là teo già dần và xơ hóa dần và rụng. Thì đấy là ba giai đoạn của quá trình phát triển của tóc, và ba giai đoạn này là ba giai đoạn sinh lý bình thường của tóc. Vậy thì có những bạn thì bạn cũng trao đổi với chúng tôi là mỗi ngày bạn ấy tóc bạn rụng rất là nhiều, khoảng 70 sợi, bạn đếm là 70 sợi tóc, và rất là sót. Tuy nhiên thì là theo sinh lý tóc bình thường ấy, thì tóc bình thường ấy và rụng từ 50 đến 100 sợi tóc thì mình vẫn gọi là bình thường. Trong trường hợp bình thường là tóc vẫn mọc từ 50 đến 100 sợi tóc.
tức là số lượng rụng đi bằng cái số lượng mà tóc mới mọc ra. Còn với những bạn mà tóc mà rụng đi mà 70 sợi nhưng mà tóc mới mọc lại chỉ 20 30 sợi, chỉ là rất là ít mọc, thì lúc ấy cũng sẽ dẫn đến hiện tượng là rụng tóc ở đây hay gối đầu. Vậy thì tóc mới, khi mà tóc mới sinh ra không đủ và tóc tóc cũ thì rụng đi rất là nhiều, tóc cũ rụng đi lớn hơn tóc mới sinh ra, thì lúc ấy dần dần sẽ để dẫn đến hiện tượng rụng tóc. Như vậy thì khớp thì là tiến tới mỗi mỗi ngày thì là lượng tóc rụng ấy, lượng tóc mọc ra thì tóc có thể dài ra phát triển ra là khoảng 0,4 cm mỗi ngày, tóc có thể mọc ra 0,4 cm. Vậy thì nguyên nhân của việc mà rụng tóc nữ ấy, thì có thể là có những cái nguyên nhân là sau. Thứ nhất là có thể là do dùng thuốc, có rất nhiều thuốc có tác dụng mà phụ gây rụng tóc. Thứ hai là do những cái bệnh lý bệnh mãn tính toàn thân, ví dụ như là bệnh tuyến giáp hay là bệnh thận, bệnh đái tháo đường đấy, thì là những cái bệnh đấy. Thứ ba là do di truyền trong nhà có những người bị rụng tóc hay hói đầu. Số 4 là do cái nhiễm trùng, bị nhiễm trùng toàn thân hay là nhiễm trùng tại chỗ. Số 5 là do dinh dưỡng, nguyên nhân này thường hay gặp ở chị em, đặc biệt là những chị em mà có những cái chu kỳ, bị chu kỳ mà mỗi lần ra chu kỳ thì sẽ mất rất là nhiều máu. Số 6 là do stress, cuộc sống căng thẳng và các công việc áp lực, đặc biệt với chị em phụ nữ, và cùng với công việc thì chị em cũng sẽ phải chăm lo gia đình, và nhiều chị em có tính rất là chu toàn nên là sẽ dẫn đến hiện tượng và stress căng thẳng, và cũng là dẫn đến rụng tóc, hay là các chị em còn thức khuya nữa. Tiếp theo là do những cái nguyên nhân là COVID, đúng không? Sau một cái lần bạo bệnh thì chị em cũng cũng có cái hiện tượng rụng tóc, đặc biệt là trong giai đoạn này. Vậy thì và còn một ý nữa là có nhiều chị em ấy, là bị có một cái thói quen, nguyên nhân tâm thần ấy, về nguyên nhân tâm thần, nhiều chị em có thói quen là cứ ngồi bộ và vân vân vê với tóc này, và rứt tóc một cách vô thức, và dần dần ấy, thì cái chỗ rứt tóc nó cũng tóc bị rụng rụng đi và nhiều, và cái góc tóc cũng không còn khỏe nữa. Vậy thì cái đấy cũng là nguyên nhân. Vậy thì trong tất cả các nguyên nhân ấy, thì đấy là những cái nguyên nhân mà điểm danh là những cái nguyên nhân toàn thể. Còn một cái nguyên nhân rất là lớn và chiếm phần lớn các chị em mà rụng tóc ấy, mà nguyên nhân rất là chính yếu là mình sẽ đi sâu vào ấy, là rụng tóc do androgen. Rụng tóc androgen là cái rụng tóc mà do thay đổi nội tiết, thế thì đặc biệt là những chị em ở tuổi sau khi sinh xong rụng tóc ồ ạt, hay là những cái chị em tuổi tiền mãn kinh, thì ở những chị em này thì estrogen là lượng estrogen thì sẽ đột ngột sụt giảm, và estrogen là một cái hormone của nữ, mà hormone của nữ này có vai trò là điều hòa, điều phối, điều tiết cái làm cho da đẹp, người mỡ màng da, ngực căng nở tròn tĩnh, và tóc thì suôn mượt, dài mọc được dài suôn mượt óng ả. Vậy thì khi mà hormone estrogen này thay đổi thì không những ảnh hưởng đến mái tóc, nó sẽ ảnh hưởng đến một vài điều mà ảnh hưởng đến thẩm mỹ nữa. Rồi thế thì rụng tóc thì ở phụ nữ thì có thực sự là nếu mà do nguyên nhân androgen thì cũng sẽ không có cách khắc phục, nhưng mà sẽ phải cũng khó chữa chứ không phải là quá dễ. Và đặc biệt là androgen này, các bạn có thể quan sát thấy là ở tầm tuổi càng cao tuổi thì càng thấy là có sự rụng tóc rõ ràng, đặc biệt là phụ nữ ở thời tuổi tiền mãn kinh, ngoài rụng tóc sẽ có những cái hội chứng như bốc hỏa, đau đầu, mất ngủ, vân vân. Rụng tóc androgen này thì là sẽ quan sát sẽ thấy là có hai hiện tượng gây ra cho tóc và nang tóc mà rất là rõ. Thứ nhất là làm cho nang tóc
nhỏ nhỏ lại, tăng tóc nhỏ lại thì tóc cái việc mà nuôi dinh dưỡng nuôi cho tóc sẽ hạn chế dần đi, tóc sẽ ít dinh dưỡng và sẽ không có được mà khỏe và sợi tóc sẽ mảnh dần và nhỏ và dần dần ấy, thì là sẽ không không được khỏe và rụng đi. Thứ hai là rụng tóc do androgen này thì như lúc nãy dược sĩ Hoài đã chia sẻ thì các giai đoạn sinh trưởng của tóc ấy, thì trong đó đặc biệt có giai đoạn quan trọng là giai đoạn anagen, là giai đoạn của 90% sợi tóc ở trên đầu ấy, là cái giai đoạn mà tóc đang sinh trưởng phát triển tốt, máu đến nội lưu thông nuôi tóc tốt. Vậy thì rụng tóc androgen này thì sẽ làm cho giai đoạn anagen này ngắn lại từ từ tóc phụ nữ thì thông thường giai đoạn anagen là 6 đến 8 năm, thì có thể là chỉ có 1 2 năm thì là tóc đã rụng rồi. Vậy thì nếu mà tóc 1 2 năm thì đã rụng trong khi tóc mới thì chưa kịp mọc lại, giống như là chưa có giống như là tiêu hết tiền trước khi là tiền mới có về ấy, thì sẽ bị dẫn đến hiện tượng là rụng tóc và hói đầu. Vậy thì đấy là hai điều chính mà cái rụng tóc anagen tác động về lên lên người phụ nữ, lên tóc của người phụ nữ. Vậy thì rụng tóc ở phụ nữ thì sẽ quan sát thấy là do rụng tóc mà do anagen ấy, thì sẽ quan sát thấy là rụng tóc, cái hình thái của rụng tóc nó sẽ theo hướng là như thế này, theo hướng là hình cây thông, hình cây thông. Chúng sẽ chia sẻ này là rụng tóc do androgen sẽ theo hướng là hình cây thông đây. Khi mà đến với dược sĩ Hoài thì có rất là nhiều người chia sẻ là ban đầu thì chỉ có bắt đầu là nó chỉ ở phần môi ấy, nó hở dần và bắt đầu là nó trống dần ra và có những người trống những cái mảng rất là lớn, thì đấy là thông thường là dấu hiệu nhận biết của rụng tóc androgen. Cũng rụng tóc ở nữ thì cũng có thể có những cái rụng tóc mà hình thái và những cái loại rụng tóc mà rụng tóc toàn thể, toàn hệ thống, toàn toàn đầu. Thì khi mà rụng tóc toàn đầu ấy, thì sẽ có thể là những cái nguyên nhân là do toàn bộ hệ thống cơ thể như là hormone hay là tiền mãn kinh hay là do dinh dưỡng của cơ thể hay là do vấn đề mà tuổi tác cũng là ảnh hưởng. Còn khi mà rụng tóc ấy, có những chị em mà rụng tóc một phần nào đấy ở trên đầu tự nhiên trống lại thì là do có thể là do viêm nhiễm hay là do nấm tại chỗ hay là do chết căng thẳng hay là do mụn vân vân, thì cũng có thể là sẽ gây rụng tóc một phần. Và cái hình thái của rụng tóc androgen là thông thường là hình tóc hình cây thông. Vậy thì có một ý thì cũng cũng chia sẻ với chị em là nhiều chị em khi mà thấy rụng tóc ấy, thì cũng lo lắng đoán những nguyên nhân này nguyên nhân kia và đặc biệt là lo lắng mình bị ung thư, thì dược sĩ Hoàng cũng chia sẻ là các chị em đừng lo lắng cái ý đấy, thì rụng tóc ấy, thì nó không liên quan đến ung thư, nhưng các chị em thấy là sẽ có rất là nhiều nguyên nhân mình sẽ phải dò, và khi mà bị ung thư thì có hiện tượng ung tóc là có, nhưng mà rụng tóc thì cũng có nghĩa là ung thư. Các chị em cũng yên tâm không có bị, vì cái tâm lý điều trị khi mà có vấn đề về rụng tóc hay là bất kỳ vấn đề bệnh tật nào mà khi mà điều trị thì cái tâm lý của người điều trị rất là quan trọng. Vậy nên là khi mà càng lo lắng thì càng sẽ không ảnh hưởng không tốt đến quá trình điều trị. Vậy nên là đầu tiên là chuẩn bị một tâm thế rất là tự tin cho bản thân mình, sẽ là mình là rất là khỏe mạnh, mình sẽ có kết quả điều trị tốt. Đấy là một cái tâm lý rất là quan trọng để mà chuẩn bị trước khi bước vào quá trình điều trị. Vậy thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái quá trình chữa trị về rụng tóc. Thì như các nếu mà các bạn đã từng trải nghiệm về chữa trị thì không có rất là nhiều bệnh nhân ấy thì sẽ rất là hay trong tình trạng sốt ruột là rụng tóc và cứ hàng ngày dùng thì là sẽ xem là theo dõi xem là có mọc được hay chưa mọc được. Thì chúng ta cũng chia sẻ với mọi người là rụng tóc ấy thì cần quá trình điều trị thì cần kiên nhẫn. Có người thì 3 tháng đã có kết quả là tóc mọc kín hẳn cái vùng da đầu rồi, nhưng mà có những người thì 6 tháng, có những người thậm chí 1 năm, có những người thậm chí còn phải ra lại những cái nguyên nhân khác nữa. Vì điều trị rụng tóc ở phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ấy, thì không chỉ là
điều trị cho một nguyên nhân, phải ra những cái nguyên nhân khác nữa để đồng thời xem những cái nguyên nhân xung quanh để mà điều trị. Và nếu mà theo khuynh hướng điều trị của chúng ta là an toàn, lành tính, lành bệnh thì sẽ dò dần từ những cái giải pháp an toàn, sau đó thì mới dò đến những cái thuốc có thể có những tác dụng phụ. Vậy thì mình sẽ phải kiên nhẫn, đầu tiên là kiên nhẫn, thứ hai là việc là các chị em sẽ phải phối hợp điều trị các cái bệnh lý khác, và kể mô tả cho bác sĩ những cái bệnh lý xung quanh hay là những cái kết quả khám nghiệm xung khám khám xét nghiệm gần đây để có thể có những phác đồ mà bao phủ các nguyên nhân khác. Tiếp theo là thế khi mà điều trị thì sẽ có điều trị thì sẽ có thuốc, gồm có những cái thuốc uống, thuốc bôi, và sẽ có những cái dòng dược mỹ phẩm như là dùng dầu gội hay là xịt 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 mọc tóc, hay là những cái dòng mà vitamin tổng hợp hoặc các cái vitamin cho tóc. Vậy thì Shrine sẽ đi cụ thể. Đầu tiên ấy, thì mình có thể là sẽ chọn cái loại dầu gội mà phù hợp cho tóc, và loại dầu gội mà có tác dụng là tăng cái tăng tăng màu tóc và giảm những cái nếu mà mình dầu đầu bị dầu ấy, thì phải dùng những cái dầu gội có tác dụng là kiềm dầu. Đầu mà gầu với nấm ấy, thì cũng gây ra nguyên nhân rụng tóc, thì phải có những cái loại dầu gội mà sẽ phải diệt được nhiều chủng nấm khác nhau mà cũng an toàn, thì cũng có thể có những cái gợi ý như là dầu gội đầu, dầu gội đầu Retin-A. Tiếp theo thì đấy là một chút về dầu gội, dầu mỹ phẩm. Thứ hai là về cái dòng xịt xịt thuốc xịt, thì thuốc xịt xịt mà mọc tóc ấy, thì trước kia thì các bác sĩ thông thường sẽ có cái trong phác đồ là cái xịt quen thuộc đầu tay là xịt minoxidil, thì các bác sĩ hiện tại vẫn dùng cái xịt minoxidil vì cái kết quả thì cũng sẽ cho thấy cũng nhiều nhiều bệnh nhân đáp ứng sau khi xịt minoxidil đáp ứng rất là tốt. Tuy nhiên thì dòng xịt minoxidil ấy thì có một ý là sẽ có rất là nhiều tác dụng phụ, ví dụ như là các bác sĩ cũng phải dặn là bệnh nhân là phải đeo bao tay trước khi massage ra đầu, vì có thể có khả năng là làm cái chỗ tay đấy mọc lông. Tiếp theo là ngứa, khi mà xịt minoxidil thì thời gian đầu có thể có hiện tượng rụng tóc ồ ạt này, hay là ngứa rát da đầu này, ngứa rát da đầu hay là viêm da đầu. Cũng có thể có những cái tác dụng mà toàn thân là đến mắt, đến tai và các cái tác dụng phụ khác thì dược sĩ Hoàng đã chia sẻ và trong một cái clip khác. Vậy thì với minoxidil ấy, thì tác dụng chính thì đã được chứng minh, tác dụng phụ thì cũng rất là nhiều. Vậy nên là với dược sĩ Hoài thì dược sĩ Hoài cũng có một cái giải pháp khác là dùng thay thế, đấy là hoạt chất retin-xin kết hợp với 5-acetylcholine. Đây là cái hoạt chất là retin-xin kết hợp với 5-alpha 5-acetylcholine thì cũng làm cho cái tác dụng mọc tóc còn được chứng minh là nghiên cứu lâm sàng gấp đôi minoxidil. Nhưng mà điều quan trọng phải là dùng được lâu dài, lành tính và không có gây hại và không có làm kích ứng da đầu, thì cái đấy là cái mà các bạn có thể cân nhắc khi trong quá trình mà tự trong quá trình mà theo dõi trong quá trình điều trị. Tiếp theo là dòng uống, dòng số 3 là dòng uống. Dòng uống thì có thể dùng uống kháng hormone nam, ví dụ như là dòng uống spironolactone. Thì spironolactone giống như minoxidil là cái dòng mà được phát hiện trong quá trình mà điều trị cao huyết áp, thì những người bị cao huyết áp thì khi mà uống minoxidil thì thấy tóc xanh ra, tóc mượt ra, thì sau đó thì hãng mới phát triển ra cái dạng mà dạng xịt. Vậy thì với dòng spironolactone thì thực sự là đây cũng là một cái dòng dòng điều trị cao huyết áp thôi, nhưng mà lại có tác dụng trong việc mà kháng hormone nam của trong tóc nữ. Vậy thì khi mà điều trị dùng cái spironolactone này thì cũng lưu ý là phụ nữ thì đặc biệt là phải phải tránh thai rất là cẩn thận, vì khi mà dùng nếu mà có bầu thì sẽ ảnh hưởng đến việc mà sự phát triển của đứa trẻ. Vậy nên là chú ý là tránh thai tuyệt đối khi mà
phối hợp điều trị với spironolactone. Và cái này thì thông thường dược sĩ Hoài cũng sẽ cân nhắc sau, và dược sĩ Hoài cũng có một cái giải pháp là chắc là phải tầm, chưa có tại Việt Nam, chắc phải tầm tháng 2 năm 2022 sẽ về đến Việt Nam. Đấy là một dòng uống, viên uống Novocilin dùng được cho cả nam cả nữ mà có tác dụng kháng hormone rất là tốt, nhưng mà lại không có tác dụng phụ. Đây thì chắc là sẽ chia sẻ. Tiếp theo là dòng viên uống bổ sung như là cho phụ nữ, ví dụ phụ nữ sẽ hay có thiếu sắt, thiếu canxi, thiếu kẽm, và những cái vitamin như biotin thì cũng là hoặc là lecithin cũng là những cái dòng rất là tốt để cho tác động vào cái quá trình mọc tóc của làm cho khỏe cái nang tóc. Và trong, tốt nhất là trong cái xịt mọc tóc thì có thành phần dưỡng nữa thì càng tốt, dưỡng và tăng tăng cái tuần hoàn máu lên đến nang tóc nữa thì càng tốt. Và đặc biệt là các chị em nhớ là thay đổi lối sống, không quá lo lắng, luôn tự tin vào bản thân mình, và stress dành thời gian chăm sóc cho bản thân, tập thể dục ngày ít nhất là 30 phút, và có cái thói quen ăn uống đúng đủ và đúng giờ. Vậy thì trên đây được sĩ Hoài đã chia sẻ cho các chị em về các cái giải pháp mà khắc phục về rụng tóc nữ, thì đấy là đấy tuy nhiên là chị em lưu ý thuốc là con dao hai lưỡi, mình sẽ phải có chuyên gia đi theo dõi và đồng hành cùng để làm cái tăng sự tự tin trong quá trình mà đồng hành mà mọc tóc. Vậy thì cảm ơn các quý vị đã lắng nghe các clip của dược sĩ Hoài trên kênh YouTube dược sĩ Phan Hoài. Rất là nếu mà quý vị muốn nghe các cái clip tiếp theo của dược sĩ Hoài thì các quý vị hãy nhấn vào nút subscribe của kênh dược sĩ Phan Hoài. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những cái clip sau.